và mời ngài xem qua. Sao ít vậy? Dạ bẩm quan, năm nay hạn hán kéo dài dẫn đến mất mùa, dân làng không đủ tiền để nộp thuế, cho nên họ chỉ nộp đủ một nửa. Ta nói cho người biết, không đủ tiền nạp thuế thì phải tịch thu nhà cửa ruộng đất của nó bằng bất cứ mọi cách, phải bắt nó nạp cho đầy đủ số thuế, nghe rõ chưa? Dạ xin quan hãy suy xét lại. Hiện tại bây giờ dân chúng đang lầm than rất nhiều, nếu cứ tiếp tục như vậy thì thần sẽ e rằng lòng dân sẽ phẫn nộ. Ngươi dễ bị dụ quá. Chỉ cần nghe người ta than thở vài câu là ngươi động lòng rồi. Ta nói cho ngươi biết, là người dân phải có trách nhiệm nạp thuế cho đầy đủ. Nếu không nạp thuế đầy đủ thì bắt giam hết cho ta, nghe rõ chưa? Nhưng thưa quan, không nói nhiều, bây giờ ta cho ngươi 3 ngày để thâu lại số thuế còn thiếu. Nếu mà quá hạn 3 ngày mà không đủ thì ngươi cũng sẽ bị trừng trị. Đi, nghe rõ chưa? Tuân lệnh. Chuyện có chút xíu mà làm không được, đúng là vô dụng, sống cho chật đất. Làm ơn đi, tôi năn nỉ hai cậu làm ơn, cho tôi xin lại vài đồng, tôi mua gạo cho cả nhà tôi. Tôi lại mấy cậu mà, tôi lại cậu, làm ơn. Làm ơn đi mấy cậu, để lại cho tôi vài đồng để tôi có tiền mua gạo cho nhà tôi ăn đi mấy cậu. Ôi, nhà bà ăn gì là chuyện của nhà bà, bọn ta chỉ thu thuế theo lệnh của quan thôi. Đi mập. Mấy cậu ơi, tôi lại mấy cậu mà. Trời ơi, thật là ơi, ăn nhân hết đức mà. Bà có sao không bà? Năm nay hạn hán thất mùa, gia đình tôi không có tiền nộp thuế. Hôm qua sư gia có đồng ý cho nhà tôi thiếu lại phân nửa, nhưng mà không biết sao mà hôm nay binh lính lại tịch thu hết, lấy hết tất cả số tiền còn lại của nhà tôi luôn rồi cậu ơi. Nếu mà không có số tiền đó thì nhà tôi sẽ chết đói cả năm luôn cậu ơi. Lão quan tri huyện ấy thật là độc ác mà. Dân chúng thì đói khổ, không mở kho lương phát chẩn thì thôi, vậy mà còn thu thêm tiền thuế. Cậu đừng có nói quan như vậy. Cậu nói quan như vậy là cậu mang tội luôn đó. Cháu không có sai, cháu không sợ. Là quan phải yêu thương dân chúng, sao có thể nhẫn tâm dơ vét của cải của họ được. Ông ấy là quan phụ mẫu mà, quyền cao chức trọng nhất vùng này, còn mình là dân thấp cổ bé họng. Ổng có làm cái chuyện gì thì mình cũng đâu có làm cái gì được ổng đâu cậu. Cháu ở đây còn được ít tiền, bà cầm lấy, bà mua lương thực cho gia đình. Không, không thể được đâu, tôi làm sao lấy tiền của cậu được. Bà cầm đi, cháu còn trẻ mà, cháu có thể vào rừng đốn củi kiếm tiền. Với lại cháu ở có một mình nè, ăn uống thì chẳng bao nhiêu. Cháu nghĩ là bà cần số tiền này nhiều hơn cháu. Tôi cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều. Cậu đúng là một chàng trai thiệt là tốt á. Thế nào cậu cũng được phước báo. Giúp được bà là cháu vui rồi, còn chuyện phước báo cháu chưa dám nghĩ tới. Cháu đi trước nha. Cảm ơn cậu. Tạm biệt bà. Tạm biệt cậu. Cô ơi, cô, cô ơi. Hình như có tiếng một đứa trẻ. Cô em với. Chim. Chim mà cũng biết nói hả? Không lẽ là yêu quái? Thôi kệ nó đi. Đừng có đi mà anh, cứu em đi, em khát nước quá, cho em miếng nước đi. Dù sao nó cũng là một sinh mạng. Cảm ơn huynh. Em là
Em chính là chú chim nhỏ mà anh đã cứu. Em vốn dĩ là chim ở xứ sở châu báu, nhưng mà vì ham chơi nên em bị lạc vào đây. Em là chim thần. Hèn gì em biết nói, còn quá hình thành người nữa. Biết. Trời ơi, lần đầu ta thấy được dịu dàng như vậy luôn á. Để cảm tạ ơn của anh, xin anh hãy nhận hai rương vàng này. Không, số vàng này nhiều quá, ta không thể nhận. Ở xứ sở châu báu của tụi em, vàng chỉ là một thứ rất bình thường. Nếu như anh không nhận, em sẽ cảm thấy áy náy lắm. Nếu em đã nói như vậy thì số vàng này ta nhận. Vậy em yên tâm rồi. Bây giờ em phải về đây. Mỗi năm vào ngày này em sẽ về để thăm anh. Tạm biệt. Tạm biệt em, chim nhỏ. Dạ bẩm đại nhân. Có chuyện gì? Dạo gần đây có một gã thiên phu nghèo, nhưng lại có rất là nhiều vàng, thậm chí còn nhiều hơn ngày. Chuyện đó có thật không? Dạ hoàn toàn là sự thật ạ. Thậm chí hắn còn mang về đi phát cho dân làng. Một tên tiều phu khố rách áo ôm mà lại có một số vàng lớn như vậy để phát cho dân chúng. Vậy thì lập tức bắt hắn về đây để cho ta tra hỏi. Nếu số vàng đó hắn ăn trộm của ai thì lập tức số vàng đó sẽ thuộc về ta, nghe rõ chưa? Dạ rõ. Cái thằng này quỷ số. Ngươi là một tên tiều phu khố rách áo ôm, lấy vàng ở đâu ra thiệt nhiều mà phát cho dân chúng? Thật ra ngươi ăn trộm số vàng đó ở đâu? Nói. Không, tôi không có ăn trộm. Ngươi nghèo rớt mồng tơi, lấy vàng ở đâu ra mà phát cho dân chúng? Tôi... Nếu như ngươi không nói thật, ta sẽ lập tức chém đầu ngươi liền. Là do một chú chim nhỏ đã tặng cho tôi ạ. Chú chim nhỏ? Quang đường. Ngươi làm như ta là con nít vậy. Thật ra chuyện đó là như thế nào? Nói. Những gì tôi nói hoàn toàn là sự thật. Chú chim nhỏ mà tôi đã cứu không phải là chim thường, mà là chim thần đến từ xứ sở châu báu. Chim có nói rằng vàng là một thứ rất bình thường ở xứ sở ấy, nên vì thế đã tặng cho tôi rất nhiều. Được, vậy nghe cho rõ đây. Ta cần con chim đó. Ngươi lập tức mang nó đi về đây cho ta. Dạ không được quan. Chim nhỏ đã quay về xứ sở của nó. Xin quan hãy tha cho chú chim nhỏ. Tôi sẽ lấy toàn bộ số vàng còn lại dâng cho ngài ạ. Ta cần số vàng ít ỏi đó của ngươi để làm cái gì? Thứ ta cần bây giờ là một con chim nhỏ có tài phép biến ra thiệt nhiều vàng. Ngươi nghe lời ta nói, mau mang nó về đây cho ta. Nếu không thì ta sẽ giết ngươi đó. Được, thảo dân có thể mang chim thần đến gặp đại nhân với một điều kiện ạ. Điều kiện gì? Nói. Sau khi gặp chim thần, ngài phải mở kho lương cứu tế cho dân làng ạ. Được, ta hứa với ngươi. Đi lẹ lẹ lên coi, cứ lề mề làm hư hết chuyện của quan. Hai vị huynh đệ, có thể cho ta về nhà một chút được không? Ê, về nhà mày làm gì? Có vàng không vậy? Có, ăn uống suốt ngày, tướng mày đã mập như con heo rồi, hư hết chuyện của quan. Về nhà ngươi để làm gì? Nhà của ta có cất một rương vàng, bây giờ phải đi xa, ta sợ bỏ vàng ở nhà không an toàn. Hay là hai người cho ta về nhà đi, ta sẽ chi một nửa vàng cho hai người. Ê, xích rồi coi. Vậy giờ mày ở đây nha. Tao ở đây rồi, mày đi đâu? Tao đi về. Mày về làm gì? Bảo quan. Mày khùng á. Ừ, vàng này là nó chia cho hai đứa mình, sao bảo quan được? Đúng rồi. Đi, vậy thì đi, chúng ta sẽ đưa người về nhà. Nhanh lên. Bỏ lên. Nhanh lên đi. Khoan, mời hai vị qua đây ngồi để mà dùng tạm tí nước. Nhanh đi. Mập. Dạ, mời hai vị dùng. Hai vị ngồi đây đi, ta vào lấy vàng rồi ta ra. Nhanh đi. Nè, mày uống thêm đi, tao thấy mày khát nước đó. Rót đi.
Sao lâu quá bả chưa ra nữa mày? Mày thử đi vô kiểm tra coi. Để tao. Ê ê, nó đâu mất tiêu rồi? Kiếm nó đi, mày còn hỏi tao nữa. Rồi. Ôm. Nó chạy đường này nè, hướng này nè. Đuổi theo. Ờ. Ta không biết xứ sở châu báu ở đâu, cứ đi như vậy cũng vô ích. Chàng trai trẻ, bộ có tâm sự hả? Con đang gặp phải một chuyện rất là đau đầu. Con có thể nói cho ta biết, biết đâu ta có thể giúp con thì sao? Tên quan tri huyện muốn con đến xứ sở châu báu để bắt chim thần về cho hắn. Nếu mà không làm được sẽ bị chém đầu. Nhưng con không biết xứ sở châu báu ở đâu cả. Con muốn bắt chim thần thật sao? Không. Chim thần có hẹn với con, năm sau sẽ quay lại thăm con. Con chỉ sợ tên quan tham lam đó nhân cơ hội này sẽ bắt đi chim thần. Con muốn đến đó để thông báo cho chim thần, để mà chim thần biết cảnh giác. Con không sợ tên tham quan đó sẽ giết con sao? Chỉ cần con trốn khỏi nơi đây thì hắn sẽ không tìm được con. Khá khen cho tấm lòng nhân hậu, không tham sống sợ chết của con. Con mau bước vào xứ sở châu báu đi. Con cảm ơn bà, con đội ơn bà. Đẹp thật. À, ân nhân cứu mạng, sao anh lại ở đây? Ta đến để báo tin cho em. Quan tri huyện muốn bắt em, cho nên là sau này em đừng quay lại xứ sở của ta nữa. Nhưng mà tại sao ông ta lại muốn bắt em đi? Hắn ta muốn em biến vàng ra cho hắn. Vậy nếu anh không bắt được em thì sao? Thì ta sẽ bị chém đầu. Vậy anh cứ giao em cho hắn để anh không bị chém đầu. Không được. Sao ta có thể vì mạng sống của mình mà tước đoạt đi sự tự do của em? Em yên tâm, sau khi anh thông báo tin xong á thì anh sẽ rời khỏi làng, còn hắn ta sẽ không bao giờ tìm được ta đâu. Nếu ông ấy thích vàng như vậy thì tặng cho ông ấy thôi. Nàng là... À, đây là công chúa Vân Nguyên, ở xứ sở châu báu của em. Chào công chúa, ta là Thiên Lâm. Thật ra trước khi công tử tới đây, ta đã biết toàn bộ câu chuyện thông qua dòng suối tiên và thỏa thuận của công tử với quan tri huyện. Chỉ cần đưa chim thần về và biến cho ông ấy dài rương vàng thì ông ấy sẽ mở kho phát gạo cho dân làng. Nhưng ta sợ tên quan tham lam kia sẽ ép chim thần biến ra vàng cho hắn. Thì biến thôi, dài rương vàng thôi mà, xứ sở của ta thiếu gì vàng. Bẩm đại nhân, đây là chim thần. Con là chim thần à? Đúng không? Mau thổi ra vàng cho ông lẹ lên. Ồ, biết. Nhiều quá, quá trời vàng. Thưa đại nhân, Thảo Dân đã mang chim thần đến gặp ngài. Chim thần cũng đã biến ra vàng. Giờ xin đại nhân hãy thực hiện lời hứa của mình, mở kho cứu tế. Cái gì? Ta hứa với người hồi nào? Đại nhân có hứa ạ? Hứa cái gì? Đại nhân có hứa sau khi gặp chim thần sẽ mở kho cứu tế cho dân làng. Ai làm chứng? Vậy là đại nhân không giữ lời hứa. Tôi sẽ mang chim nhỏ trở về xứ sở kho báu. Đừng hòng. Người đâu? Mau giam đứa nhỏ lại cho ta. Quỳ xuống. Đại nhân, ngài không thể nào làm như vậy được. Ta nói cho người biết, ta là quan phụ mẫu ở đây. Ta muốn làm gì là quyền của ta. Ngươi chỉ là một sư gia quèn thôi, có tư cách gì mà lên tiếng? Dạ bẩm đại nhân. Hồi nãy con có nghe chim nói, chỉ cần thổi nhẹ một cái là có hai rương vàng. Có lẽ là trong bụng của nó còn đang rất là nhiều vàng. Hay là ta mổ bụng của nó rồi lấy hết số vàng còn lại. Ý kiến hay. Đem thằng nhỏ ra ngoài sân mổ bụng nó cho ta. Dạ. Anh Thiên Lâm, để anh chim Thiên nhỏ. Lâm, đi mày. Cứu em. Để chim nhỏ. Xin đại nhân khoan hồng, dù gì nó cũng là một đứa trẻ mà đại nhân. Tôi xin ngài, tôi lại ngài, ngài hãy tha cho chim thần đi. Dạ bẩm đại nhân, mọi chuyện đã xong, bên trong không có gì cả. Không có gì hết trơn à? Trời ơi, thiệt tình. Biết như vậy thì đâu có làm chuyện đó để làm cái gì? Để cho nó sống nó thổi ra thiệt nhiều vàng. Trời đất ơi, tại sao ta khờ vậy không biết nữa. Ta nhớ lại rồi,
ta chấp nhận điều kiện của ngươi. Như đã nói, phát gạo cho dân làng. Nhưng ta muốn ngươi đưa ta đến xứ sở châu báu. Công chúa Vân Uyên, sao người xuất hiện ở đây? Chim thần của ta chết rồi có phải không? Tất cả là lỗi của ta. Không, là lỗi của ta. Bởi vì ta quá xem nhẹ lòng tham của con người. Nếu ta không bảo chim thần đi theo huynh thì đã không chết. Tình quan tri huyện ép ta dẫn hắn đến xứ sở kho báu. Nhưng công chúa yên tâm đi, ta sẽ rời khỏi làng, để hắn mãi mãi không bao giờ tìm được ta nữa. Nếu như hắn muốn đến thì cứ cho hắn đến đi. Ý công chúa là... Bây giờ làm sao? Ở trong nhà mình không còn cái bao nào hết trơn trọi. Tự nhiên bây giờ cái chuyện nó vui quá, làm mình không nghĩ ra được cái gì hết trơn hết trọi. Nó làm cho mình hồi hộp quá trời. Sao giờ này nó vẫn chưa tới nữa? Chờ người quá trời quá đất luôn. Bây giờ mình đi được rồi ha. Dạ. Quân đâu? Dạ. Chuẩn bị xe ngựa lên đường. Không, không ngài. Tại sao lại ngài không? Ngài chỉ nên đi một mình. Tại sao ta lại đi một mình? Vì nếu ngài đi đông người mà nhiều người ấy biết đến xứ sở châu báu thì tôi sợ họ nổi lòng tham lấy hết vàng bạc bên trong. Nơi kỳ diệu như vậy, ngài chỉ nên đi một mình. Có lý. Có lý, được rồi thì đi một mình. Trời ơi, đi một mình có người dẫn đường mà. Đi 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 đi. Dạ, mời ngài. Đi một mình, đi một mình thì được chứ gì. Đi lẹ lên. Ngài đi cẩn thận, đi lẹ lên ngài. Xích ra, xích ra. Vàng, vàng quá trời vàng, không có gạt. Cẩn thận ngài ơi. Trời ơi, quá trời vàng. Quá trời đẹp luôn á. Vàng ơi vàng. Ngài đừng có nôn nóng, vàng đang ở đây. Dạ bẩm ngài, đây là công chúa Vân Uyên của xứ sở châu báu. Giếng này một năm mở một lần, ta sẽ đưa ngài tới đó. Dưới đó rất nhiều vàng, ngài muốn lấy bao nhiêu cũng được, nhưng lấy vừa đủ thôi. Nặng quá ta và Thiên Lâm không kéo lên nổi đâu. Và ngài cũng canh thời gian, bởi vì khi miệng giếng đóng lại thì một năm sau mới mở cửa ra lận. Cô dẫn ta tới đó, ta xuống dưới giếng, ta muốn lấy bao nhiêu là tùy thích đúng không? Đúng. Nhưng vậy. Mà hồi nãy cô có nói rõ ràng là khi xuống dưới đó là phải lấy vừa phải rồi trở lên liền. Bởi vì cái giếng đó một năm chỉ mở ra một lần thôi đúng chưa? Đúng. Ta như nghe vậy. Lời cô rồi, cô yên tâm, ta sẽ làm đúng theo lời của cô. Bao nhiêu đây không có bằng chỗ đó. Dẫn ta dạ, xuống dạ. Đi lại đó liền. Cẩn thận, cẩn thận quan ơi. Tới chưa? Sao nãy giờ đi tới đi lui hoài mà không thấy tới. Tới chưa? Có vàng có bạc nữa nè. Quá trời, có ngọc nữa nè. Vậy bây giờ coi như lấy cái chỗ này được rồi đúng không? Ông yên tâm, ở dưới giếng còn nhiều gấp vạn lần trên đây. Tôi hù làm gì có vàng dưới đó mà gấp vạn lần. Nè, không có gạt ta nghe. Ta không có gạt ông. Ở trên đây còn nhiều như vậy, ở dưới đương nhiên phải nhiều hơn rồi. Chắc chắn là không gạt ta đúng không? Rồi thả dây xuống, ta xuống. Gạt ta là chết. Thả đi. Từ từ. Cẩn thận quan ơi. Rồi từ từ, làm gì gấp dữ vậy? Ha. Phải bám vô cái tường mới xuống được chứ. Khoan khoan khoan, từ từ. Thả dây đi. Xuống nữa, xuống nữa. Trời ơi, đúng là quá trời quá đất luôn. Dở thiệt á. Hồi nãy không nói cho ta biết là ở dưới này nhiều. Để ta đánh xe ngựa tới. Bây giờ nhiều quá làm sao mà lấy cho hết hả? Nè, ngài lấy vừa vừa thôi nha. Ngài lấy nhiều quá, bọn ta không kéo ngài lên nổi đâu. Chờ chút nghe. Quá trời quá đất luôn. Đây vàng đây, ngọc đây. Nè, ngài canh thời gian đó. Miệng giếng mà đóng lại, một năm sau mới mở ra lận. Chờ chút, chờ chút nha, nhiều quá. Ngài lấy xong chưa?
tôi kéo ngài lên nè. Từ đã. Xong chưa? Diễn sắp đóng lại rồi. Rồi từ từ chờ chút xíu. Chuẩn bị đi, xong rồi, gần xong rồi. Hơi nhiều quá. Rồi, kéo lên đi. Cái gì vậy? Ngày nặng quá tôi kéo không nổi. Vậy hả? Bỏ bớt lại hả? Để coi có cục nào không. Trời ơi, bắt bỏ bớt lại. Tạm biệt. Một cục rồi đó. Tôi kéo ngài lên nha. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Sao nó tuột hoài vậy? Đau nha. Ngài đã bỏ chưa? Bỏ rồi, bỏ mấy cục rồi. Ngài bỏ xuống đi, miệng dính sắp đóng lại rồi. Thì tao muốn lên đây nè, mày kéo lên đi. Kiếm vài người nữa kéo lên đi. Ê, sao tự nhiên nó từ từ nó tối lại vậy? Không muốn chết thì đừng có tham lam. Lúc nãy tao nói ngài lấy ít thôi, cho ngài bỏ xuống bớt ngài cũng không chịu. Kết quả này ngài xứng đáng được nhận lấy. Đúng là quan ích kỷ tham lam. Làm ơn cứu ta. Ta năn nỉ mà, đừng bỏ ta như này mà. Đừng bỏ ta như này mà. Hai người nói sao? Quan Tri Huyện bị nhốt rồi à? Dạ phải. Tên quan Tri Huyện ấy đã bị trừng phạt vì chính lòng tham của ông ấy. Ta chỉ hy vọng quan Tri Huyện lần này không phải là kẻ tham lam, để cho lòng dân được sống trong cảnh thanh bình. Cần gì quan Tri Huyện tân nhiệm, chính huynh cũng có thể trở thành quan Tri Huyện. Cô làm gì vậy? Ta dùng thuật che mắt để mọi người thấy huynh là quan Tri Huyện. Huynh sẽ là quan phụ mẫu của làng. Tôi làm sao mà làm quan Tri Huyện được? Từ đầu huynh đã là quan Tri Huyện, và huynh sẽ là một người quan rất tốt. Mọi chuyện đã được giải quyết, ta phải trở về xứ sở châu báu của mình. Công chúa quay về sau này có trở lại không? Ta sẽ không quay trở lại nữa. Vậy ngươi có muốn tới xứ sở châu báu không? Vị trí phu quân của ta vẫn còn đang trống. Nè, sao còn đứng đó? Chạy theo nàng đi. Giờ là lúc nào rồi? Dậy đi. Cái tên này, ngươi có tin là ta đá ngươi văng vô cái cây luôn không? Để cho ta ngủ nha. Biết bây giờ là lúc nào rồi chưa? Trời ơi, thần tiên nó mập thù lù rồi mà còn ăn dụng nữa chứ. Trời ơi, dậy đi. Bay còn không nổi mà còn ăn dụng nữa. Ta nói cho ngươi biết nha, đừng có nói ta mập thù lù nha. Còn cái chuyện mà ta bay không nổi á là do ngươi á. Trời ơi, ngươi có cho ta ăn cái gì đâu. Trời ơi, cái nhà giờ không có gì để ăn hết á. Cho mít còn chưa chín mà bị đặt. Thì cái đó coi như là nhà ta nghèo đi. Ta không cho ngươi ăn đi. Vậy trên miệng ngươi là cái gì? Cái gì dính trên miệng ngươi? Nói đi. Vậy mà còn chối. Cái đó là cái gì? Thì cái này là trời ơi, con voi kìa. Đâu? Con voi bay kìa. Đâu? Con voi. Ở đâu vậy? Con voi. Con voi đâu? Đâu? Con voi nào mà bay vậy? Đâu rồi? Trời ơi, thằng cửa đâu mất tiêu rồi. Thằng cửa. Trời ơi, bây giờ tôi đi làm ông thần cửa giữ nhà nha. Dạ thưa ông. Trời. Cái con đá điện kia, ai cho phép mày bước vô sân nhà của ta?
Ta nói với ngươi rồi, ta rất ghét những tên ta điền hôi hám bẩn thỉu như ngươi, nghe rõ chưa? Mau đi ra khỏi nhà ta. Ông ơi, con xin ông thương xót cho con. Năm nay hạn hán dài quá ông ơi, ruộng đồng thì thất bát, con không có đủ lúa để nộp tô cho ông. Xin ông hãy chăm chế cho con nhà ông. Mắc cười quá. Ngươi làm như là ta cầm dao kẹ vô cổ nhà ngươi, bắt nhà ngươi phải thuê ruộng của ta vậy đó. Nè, nhớ cho kỹ nha, chính ngươi đi qua bên nhà của ta, quỳ lại ta, năn nỉ cầu xin ta cho ngươi thuê đất để làm ruộng, đúng không? Mà đã thuê rồi thì phải nạp tô, bây giờ nạp không đủ thì coi như sẽ bị phạt, đúng không? Mà ông ơi, làm nông mà có mùa được mùa thất chứ, con có biết là năm nay hạn hán như vậy đâu. Với lại á, ông hồi xưa tới giờ nổi tiếng là người lương thiện, có tấm lòng nhân hậu, vậy thì ông giúp con lần này nha ông. Thôi được rồi, thật lòng thì ta cũng có tâm lòng lương thiện, ta nghe ngươi phân trần như vậy ta cũng rất là thông cảm. Thôi giờ vậy, giảm án phạt nha. Dạ. Có nghĩa là thay vì nạp 10 giả lúa, bây giờ ta cho giảm 1 giả còn 9 giả. Sao, không vừa ý à? Ông, con tưởng là ông giảm cho con nhiều. Ông giảm từ 10 dạ xuống còn 9 dạ, còn 1 dạ kia đối với ông có thấm thía gì đâu. Ý ta đã quyết như vậy là không có cãi nữa. Thằng Sủ đâu? Dạ. Lôi cổ con ta đều ra khỏi đây cho ta. Dạ. Ông thầy phạt thêm 2 dạ lúa vì có tội dám vô sân nhà của ta. Ông ơi, dạ. Lên đi. Đi. Ông ơi, khóc cái gì khóc hoài mà. Đi. Con xin ông đó. Về nhà mà khóc. Nhanh lên. Đi đi. Đi đi lên. Ông. Đi. Ông ơi. Dạ bẩm ông. Dạ không biết là sáng nay ông muốn ăn cái gì, để con kêu bà bếp chuẩn bị. Cái này được nè. Bây giờ con vô nói với bà bếp là bữa nay ta thèm ăn cháo lương, nhưng mà nói với bà ấy là nấu cho nhiều một chút, để đem ra ngoài trước cửa một tô, để ta cúng ông thần giữ cửa nghe không? Dạ con nghe rồi. Ê, biểu. Dạ thưa ông. Cho tao hỏi câu này, nhà của ngươi có thần giữ cửa không? Dạ bẩm ông là có. Nhà của ngươi mà cũng có thần giữ cửa nữa hả? Dạ có. Ở sao ngộ vậy ta? Nhà ngươi cũng có thần giữ cửa? Nói thiệt nghe, từ hồi bé tới bây giờ ta chưa biết mặt ông thần giữ cửa là ai. Bây giờ có cách nào để cho ta biết được mặt ông thần giữ cửa là ai không? Dạ bẩm ông, con ngu dốt nên con không có biết cách nào để giúp ông thấy được thần giữ cửa hết. Nhưng mà con chắc chắn rằng một lúc nào đó ông sẽ thấy được thần giữ cửa. Bày nói bày ngu dốt có nghĩa là bày đang mắng ta ngu dốt đó hả? Không biết mặt ông thần giữ cửa đó hả? Dạ con nào dám. Con nghĩ là ông thần giữ cửa nhà ông á là không phải là một vị thần bình thường, mà là một đấng tối cao. Nếu không phải là một đấng tối cao, làm sao có thể giữ được một ngôi nhà giàu có, nhân hậu và phúc đức như ông đây ạ? Bày nói ta nhân hậu phúc đức. Dạ. Coi như là vị thần giữ cửa của ta cũng là một người nhân hậu phúc đức. Dạ. Sẽ giúp ta giữ được tài sản đúng không? Dạ đúng thưa ông. Được, đi, vô đi con, vô nói như bà bếp làm lẹ đi, ta đói dữ lắm rồi. Dạ vô con làm liền con. Nhân hậu phúc đức, ta nhân hậu phúc đức mà đúng không? Ủa, ông ơi dậy đi ông. Ông ra chỗ khác nằm đi ông. Chỗ này lạnh lắm á ông ơi. Ông đừng có nằm ở đây. Chủ nhân con mà thấy á, chủ nhân con kiếm chuyện nữa đó. Cái cậu này sao nói cái gì kỳ vậy? Đây là nhà của ta, ta muốn nằm ở đâu ta nằm. Cậu để yên cho ta nằm. Tại sao cậu lại tính đuổi ta như vậy hả? Đi chỗ khác cho ta nằm. Lại một ông say rượu nữa, ăn nói lung tung à. Ông ơi dậy đi ông. Ông mà nằm ở đây á, ông chủ con thấy là ông chủ con đánh chết luôn đó. Ông ơi. Ông. Thôi thì dù gì ta cũng đã có lòng tốt giúp đỡ ông. Nếu mà ông lão không chịu nghe thì đành vậy thôi.
cái áo. Rõ ràng là hôm qua mình cho ông lão mượn mà. Sao kỳ vậy ta? Sao không biết nhà mình mà trả áo cho mình? Thằng cửa, sao hôm nay dậy sớm đứng đó vậy? Nói gì vậy? Trời ơi, hôm nay bày cái trò gì, dán gì trên miệng vậy? Khuya hôm qua ta đói quá, ta vô ta lén ăn vụng, tự nhiên có một bậc quý nghiêm vậy nè, ông ta đem một chiếc áo tới, nói là trả cho ngươi á, xong rồi tự nhiên lấy cái mồ hồi nãy á phong ấn ta. Trời ơi, ta đứng từ khuya hôm qua tới giờ, bụng đói meo đói móc luôn, trời ơi không cử động được luôn, mọi người gần chết luôn. Thì nhưng mà cái áo này là của ta thiệt, cái áo này là ta cho ông lão kia mượn kìa, ông lão đó tội lắm. Thì làm sao mà là một bậc uy nghiêm được, chắc tại ngươi đói ngươi qua mắt thôi. Cũng có thể là do ta qua mắt đi, nhưng còn lá bùa thì sao, sao phong ấn được ta từ khuya hôm qua tới giờ lận? Thì ngươi nói cũng đúng. Ơi đi đâu vậy, không cúng cho ta hả? Đi đâu vậy, ta đói lắm rồi, cúng cho ta đi. Nhớ hôm qua còn đây mà, đi đâu mất tiêu rồi. Nè à, dạ. Mày làm cái gì ở đây? Dạ. Tớ đang trộm đồ nhà tao à? Dạ dạ, con nào dám. Dạ, con chỉ đang tìm một ông lão thôi. Cái gì? Tìm ông lão? Dạ. Tìm ông lão thì ra ngoài kia mà tìm, ở trong đây làm gì có ông lão. Nè, mày giận mặt với tao phải không? Dạ dạ, không có đâu ông. Con nói thiệt, hôm qua lúc con về nhà, con thấy có ông lão nằm đây nè. Con thấy tội ông quá, nên con lấy cái áo của con đắp cho ổng. Rồi sáng nay áo của con lại xuất hiện trên giường của con, nên con mới chạy qua đây coi con ông lão còn ở đây không. Mày nói cái gì? Mày nói tối hôm qua, dạ, có một ông lão già nua ăn mặc rách rưới nè, nhà tao sang trọng như vậy làm gì có ông lão, đúng không? Dạ, nhưng mà có thiệt mà, con nói thiệt. Nói thiệt? Dạ. Số? Dạ. Ra biểu. Dạ. Dạ, tao hỏi tối hôm qua bày ngủ ở đây, dạ, bày có thấy một ông lão nào ăn mặc rách rưới ngủ trong sân nhà của mình không? Dạ bẩm ông, tối hôm qua con không hề thấy ai ở đây cả. Thấy chưa? Có mà. Nè, có khi nào mày bị qua mắt rồi không hả? Tao ở đây ngủ suốt cả đêm, có thấy ai đâu, huống hồ gì mày nói ổng nằm ngay giữa sân nữa. Tôi nói thiệt, chắc tại hôm qua anh quá chén, anh ngủ quên. Ăn có thể ăn bậy, nhưng mà nói không có được nói bậy nghe chưa. Tao trước giờ làm việc cho ông chủ lúc nào cũng đàng hoàng, không có chuyện uống rượu uống chè về đây hết. Mày đặt điều vu khống tao là có ý gì hả? Thôi, làm ơn làm phước im lặng giùm ta một cái ha. Bây giờ có điều tao quan tâm là tại sao có một ông lão già nua dám bước vào sân nhà của ta để mà ngủ. Bây giờ bằng bất cứ mọi giá tụi bay phải tìm được ông lão đó cho ta, nghe không? Dạ. Dám vô trong sân nhà của ta ngủ à? Ta mà bắt được ta đánh cho què giò. Đây. Dạ. Nếu như tìm thấy được ông lão, ổng sẽ đánh ông lão thừa sống thiếu chết. Một người già yếu như ông lão làm sao có thể chịu nổi được đây. Sao còn chưa đi? Hay là muốn bị đoàn thai cho ông lão? Dạ dạ dạ, thưa ông con đi. Đi lẹ. Quần áo ăn mặc chỉnh tề sang trọng, chắc chắn là một người có chức. Nếu không thì chắc chắn phải là một người giàu có. Nhưng mà tại sao lại đứng trong nhà của mình? Chẳng hay vị đại nhân đang đứng trước mặt của ta là ai? Có thể cho tôi biết được quý danh không ạ? Ta đến đây để nói với ngươi một điều. 3 ngày sau sẽ có một vị khách quý đến đây.
Vậy ngươi hãy liệu mà lo nghênh tiếp đi. À, vậy cho ta hỏi thêm, vị khách mà ta sắp sửa gặp đó là một quan đại thần hay là một thương gia giàu có? Vị khách này sẽ đến đây để dạy cho ngươi một bài học vô cùng quý giá. Bài học vô cùng quý giá, bài học... Đại nhân! Đại nhân à! Đại nhân! Ông ơi! Ông ơi! Sao vậy ông? Có chuyện gì vậy ông? Ta có một giấc mơ y như là thật vậy đó. Ông thấy cái gì vậy? À, nhưng mà thôi, ta đã không sao rồi. Ngươi đi làm việc đi. À, dạ. À mày nè, dạ. Ngươi đã tìm thấy lão già kia chưa? Dạ bẩm ông, con đã lục soát khắp nơi trong nhà nhưng vẫn không tìm thấy lão già đó. Chỉ có dấu vết của người làm giường thôi ạ. Không tìm thấy à? Dạ. Vậy là thằng Khai Tâm nó cũng nằm mơ giống như ta mà nó tưởng là thật, đúng không? Dạ, dạ, đúng rồi. Làm gì có cái chuyện một ông lão nghèo hèn như vậy dám bước chân vào trong sân nhà của ta đi mà ngủ. Làm dạ. Gì có, đúng không? Đúng rồi ông. Rồi, vô làm việc đi. Dạ, dạ. À, dạ bẩm ông. Rồi. Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của thằng Khai Tâm rồi ông. Là ngày cuối cùng rồi à? Dạ. Nó trả hết nợ chưa? Thưa ông, từ ngày cha mẹ nó mất tính đến ngày hôm nay, hắn đã làm việc ở đây để trả nợ tròn 8 năm rồi thưa ông. 8 năm rồi à? Thời gian trôi nhanh thật. Mới đây mà đã 8 năm rồi. Thực sự Khai Tâm là một đứa gia nhân rất là tốt, rất hiền, rất là nhân hậu. Mất một đứa gia đình như Khai Tâm, thật sự ta cũng rất là tiếc. Ờ, dạ thưa ông, nếu như mà ông muốn Khai Tâm ở lại đây làm việc mà không cần phải trả bạc cho hắn, còn có một ý này. Nói. Hay. Rất hay. Bình thường ghê, rất là ục mịch mà bữa nay lại rất là thông minh. Dạ. Được. Dạ. Cứ y vậy mà làm. Dạ. Nhưng mà gì? Dạ. Vô pha cho ta một thao nước nóng. Dạ. Để ta tắm cho người ta nó tỉnh táo. Dạ. Có ngay thưa ông. Ừ. Ông chờ con chút. Ngộ. Bay tới cây. Cái cây nó không có cười mà bay cười. Có chuyện gì bay vui dữ vậy? Dạ không giấu gì ông. Hôm nay là ngày làm cuối cùng của con. Trong suốt thời gian qua con đã làm việc trả nợ hết cho phụ mẫu. Dạ. Nếu trong thời gian con làm việc, Con có làm ông buồn lòng hay phật ý, xin ông rủ lòng thương bỏ qua cho con. Thật ra đó thì bay con biết tính ông rồi. Ông dạ. Là một người rất là nhân hậu ha. Dạ. Chưa bao giờ ông suy nghĩ là ông sẽ làm hại ai hết. Nếu trong thời gian con ở đây làm việc với ông mà nếu ông có những lời nói khắc khe ở đây làm cho con buồn, dạ, thì con đừng có giận ông nghe. Dạ bẩm ông, nếu mà ông có rầy la thì cũng là do con làm sai. Với lại con chưa bao giờ nghĩ là mình giận hay buồn lòng ông gì hết. Thôi giờ vậy, ta có ý kiến vậy. Bữa nay ta có hẹn với một người, ta phải lên trên huyện đánh tổ tôm với một vài vị đại nhân. Dạ. Cho nên bữa nay ta yêu cầu ngươi làm cho ta thêm một ngày nữa. Có nghĩa là ở đây, ngủ ở đây, bay cùng với thằng Sủ giữ nhà cho ta. Dạ. Ngày mai ta về ha. Rồi lúc đó ngươi suy nghĩ, được chưa? Dạ. Rồi sau đó ngươi nghĩ rồi, chắc là ngươi chưa có việc làm, ta sẽ cho ngươi thuê đất để mà làm ruộng, để sau này có dư tiền dễ dành tiền cưới vợ, chịu không? Ông cho con thuê đất. Ừ. Dạ, dạ, một tôi tớ hèn hạ như con mà được ông thương. Dạ, con đội ơn ông nhiều lắm, con đội ơn ông. Rồi, đi đi, đi đi. Dạ, con. Dạ. Rồi, làm việc đi, đi đi. Ban nãy trong giấc mơ, vị đại nhân có nói với mình là 3 ngày nữa sẽ có một vị khách đặc biệt tới thăm ta.
Nếu như đó là điềm báo thật mà quý nhân đặc biệt thì mình phải biết chứ. Tại sao mình nghĩ không ra ta? Tới thân vị khách quý mà quý giá thì đương nhiên là mà phải là vàng bạc châu báu mới gọi là quý giá. Vậy thì cái vị khách này chắc chắn là thần tài của mình rồi. Vậy là mình sẽ có thêm vàng, có thêm bạc, mình sẽ giàu nữa. Mình sẽ rất là giàu luôn. Làm gì mà ngươi vui quá vậy? Kể ta nghe với. Thì không có giấu gì ngươi. Hết ngày hôm nay ta không làm việc cho Phú Ông nữa. Trong suốt 8 năm trời qua ta làm việc không công cho Phú Ông. Hết ngày hôm nay ta trả hết nợ rồi. Nhưng mà ta nói cho ngươi nghe nè, mặc dù ngươi làm việc không công 8 năm qua cho Phú Ông, nhưng mà ngươi vẫn có gạo để ăn. Còn giờ không làm việc nữa thì hai tụi mình lấy gì để ăn? Trời ơi đừng có lo. Phú ông á nói với ta rồi, là Phú ông sẽ cho ta mượn đất để cày cấy. Lúc đó hả, ta với ngươi sẽ không lo chuyện ăn nữa đâu. Mà ta còn có tiền cưới nương tử nữa nè. Ta thấy á nha, sao hôm nay hắn tốt bụng dữ vậy? Ta nói cho ngươi nghe nè, không ai tự nhiên đối tốt với mình đâu, trừ khi họ có ý đồ. Có cái gì đâu, suốt 8 năm qua ta làm việc cho ổng thì ổng thương ta, ổng giúp đỡ cho ta thôi. Ê mà nè, ta hỏi à, sao á ông là một thần giữ cửa mà sao ông không đi giữ cửa cái nhà nào bự bự xíu đi? Tự nhiên ông giữ cửa nhà lá của ta, nhà con không có cửa nữa, nghèo muốn chết luôn. Không biết gì mà cũng nói nữa. Ta còn nhỏ, ta phải canh những cái nhà như ngươi nè, giữ mấy cái nhà như ngươi nè. Trời ơi, còn những vị thần khác á, những vị thần giữ cửa những ngôi nhà lớn á, ôi ngươi có biết không, họ oai nghiêm, quy lực. Chứ không phải ông ăn rồi ngủ rồi bị phạt xuống đây đúng không? Mà cho ta hỏi, cái ông lão hôm qua trả cho ta là ai vậy? À đúng rồi, ông đó là... Không được, ta mà nói á thì sẽ xuất hiện một thánh nhân sẽ xuống gỡ phạt ta. Vậy ta không thể nói đâu. Bởi vì á, theo luật thì bọn ta chỉ có thể tiết lộ thân phận của mình cho gia chủ, chứ không được nói cho ai hết á. Vậy ông nói cho ta nghe đi. Đi, nói cho ta nghe đi. Dù sao, chỉ có ta với ông nghe thôi mà. Ta chỉ có thể nói đó là một vị đại tiên. Đại tiên hả? Đại tiên. Đây là cái vòng bội ngọc. Tối nay khi nó ngủ, bay tìm cách nhét vào trong người của nó. Dạ. Nhét vào cho kỹ. Dạ. Đừng để cho nó biết. Ngày dạ. Mai tao từ trên viện về tao sẽ xử lý. Dạ. Nhớ là theo sát nó. Dạ con biết. Đừng rồi. Để cho nó phát hiện. Nếu mà cái vòng bội ngọc của tao mà mất thì mày biết kết cục của mày nằm ở đâu rồi chứ. Dạ thưa ông, ông yên tâm.
Kỳ này mày chết mày nhé con. Bây giờ mình lén về phòng ông chủ để lấy những món đồ tốt và quý giá. Sau đó mình sẽ đổ hết tội cho nó. Sao mình thông minh dữ vậy ta? Đừng có đuổi theo. Không có gì đâu. Ngủ tiếp dạ, đi. Có ăn trộm đó không? Ừ, nằm xuống. Ngủ tiếp đi. Dạ. Ăn trộm. Ăn trộm. Ăn trộm. Thôi lo ngủ đi. Ông có sao không ông? Ông uống nước đi ông. Ông có sao không? Có bị gì không ông? Người không thấy ta thở mệt muốn đứt hơi sao còn hỏi? Mà sao hôm nay ngươi lại ngủ ở đây? Dạ không giấu gì ông. Dạ tại hôm nay ông chủ của con đang đánh tổ tôm ở trên huyện á, nên con ở đây con canh nhà cho ông chủ với thằng Sửu á. Mà ông đi đâu mấy bữa nay vậy ông? Con không thấy ông, con tìm ông quá trời luôn á. Ta vẫn ở đây, không phải ngươi muốn thấy ta là thấy đâu. Ta phải cho phép ngươi, ngươi mới thấy được. Nhưng mà sao ông biết nhà của con mà trả áo vậy ông? Ta muốn biết á là ta biết thôi. Nhưng mà nè, cái tên tiểu thần giữ cửa nhà ngươi á, nó hư lắm đó nghe. Hôm đó ta thấy nó lục lội đồ ăn, thần gì mà tối ngày cứ ăn như ngủ không hà. Thảo nào nhà ngươi tới bây giờ không khá lên nổi. Bởi vì á, theo luật thì bọn ta chỉ có thể tiết lộ thân phận của mình cho gia chủ. Vậy ông nói cho ta nghe đi, xin ông luôn đó, nói đi. Ta chỉ có thể nói đó là một vị đại tiên. À, vậy không lẽ ông là vị thánh nhân mà tiểu thần nhà con nói hả ông? Vậy ông là... Đúng rồi. Ông là thần dư cửa của nhà phú ông? Ừ. Ông là đại tiên hả ông? Ta là đại tiên đây. Nhưng mà đại tiên của nhà phú ông sao ăn mặc kỳ vậy? Sao? Bộ dạng ta thế nào? Ăn mặc như thế này á, vì ta muốn á, thoải mái dễ chịu. Với lại đâu có ai nhìn thấy ta đâu, mà ta phải mặc đẹp làm cái gì? Ta đã ở đây từ cái thời ông bà địa chủ ở đây á vừa mới cưới nhau thôi. Bởi vì họ đã ăn ở nhân nghĩa, phúc đức, siêng năng làm việc, nên ta mới đem hết cái thần lực của ta ra giúp họ giữ gìn tích góp của cải. Từ cái ngày ông bà ấy mất, cái người con trai của họ thiệt tệ ơi là tệ. Ta rất là ghét, cho nên á ta không muốn cho nó thấy ta. Ông nói ông là thần giữ cửa, vậy ông có biết con làm ở đây bao lâu chưa? Tính tới nay á thì ngươi đã làm được 8 năm. Bây giờ á ngươi phải đi làm thuê thay mặt cha mẹ trả nợ cho những ngày họ còn sống. Nên á phú ông nói với ngươi là sau ngày hôm nay sẽ giúp đỡ ngươi bằng cách cho ngươi thuê lại ruộng đất để ngươi trồng trọt, đúng không? Quái lạ, sao ông lão lại biết chuyện?
Rõ ràng sáng nay ta và tên Sửu đã tìm khắp nơi mà không thấy ông lão mà. Không lẽ ông là thần giữ cửa thiệt sao? Ông ơi, ông. Sao kỳ vậy ta? Ấm nước hôm qua mình rót cho ông lão đây mà. Sao bên trong không có nước? Chẳng lẽ đêm qua là mơ sao? Vậy không lẽ ông lão đó là thần giữ cửa của nhà phú ông sao? Tâm ơi Tâm, Tâm. Trời ơi mày ở đây. Biết tao đi kiếm mày cực lắm không? Ông ở trong kiếm mày quá trời kìa. Mày nghĩ sao mày ngồi ở đây mày ngủ vậy? Đâu, đâu có đâu Quỳnh. Không có gì mà không có. Đi, vô. Mệt ghê á. Ông ơi, con tới rồi ạ. Đứng đó chờ tí. Dạ. Dạ. Rồi. Dạ bấm ông. Con đã làm xong hết công chuyện rồi. Xin ông thương con và cân nhắc cho con được thuê đất làm ruộng ạ. Thuê đất làm ruộng? Nói giỡn hoài. Bây giờ ngươi giàu dữ lắm rồi, cần gì phải thuê đất làm ruộng? Giỡn hoài. Dạ ý ông là sao? Con không hiểu. Không hiểu hay là không muốn hiểu? Ngươi đó, bình thường ngươi là một con người rất là thật thà, ta rất là tin tưởng ngươi. Ta giao cho ngươi giữ nhà cho ta chỉ có một đêm thôi, vậy mà ngươi nỡ lòng nào ăn cắp đồ của ta? Cái dạ. Vòng bội ngọc và một chiếc nhẫn vàng. Dạ ông ơi, quan ước cho con quá. Con không có biết cái vòng bội ngọc ông ơi. Con không có ăn cắp nó. Với lại chiếc nhẫn vàng con cũng không biết gì hết ông ơi. Không biết à? Dạ. Lục soát người nó cho ta. Dạ. Ông ơi, quan cho con quá ông ơi. Ông ơi. Ông. Ơ, có cái túi gì nè ông? Đưa đây. Chết mày rồi. Ông ơi, cái vòng bội ngọc đó con không có ăn cắp của ông đâu. Ông. Còn chiếc nhẫn vàng đâu? Chiếc nhẫn vàng đâu? Ê mày, còn chiếc nhẫn vàng đâu? Dạ con không biết chiếc nhẫn vàng đâu ông ơi. Giấu trong người à? Tiếp tục lục nữa cho ba. Ông ơi, quan ước cho con quá ông ơi. Con đâu có ăn cắp gì của ông đâu. Ủa sao kỳ vậy ta? Trời ơi, thì ra là mày. Trời ơi, tao cứ tưởng đâu mày hiền lành. Dạ. Chất phát. Ai ngờ mày là một đứa xảo quyệt, mưu mô. Chính mày lấy chiếc nhẫn vàng này của ông. Ông ơi, con tìm được chiếc nhẫn vàng rồi nè ông. Tội của mày lớn lắm, phải đem lên quan đánh 100 roi, sau đó tống giam mày. Như vậy còn chưa hết tội đâu. Ông ơi, quan ước cho con quá ông ơi. Quan à? Tan chứng rành rành mà quan à? Bây giờ không có nói nhiều. Ông. Đưa nó lên quan, bỏ tù cho nó rụt xương luôn. Dạ. Ông ơi. Đi. Ông ơi, ông quan quá. Đi. Ông ơi. Khoan. Dạ. Ông xem xét lại đi ông ơi. Quan cho con. Được. Con người của ta rất là nhân từ, cho nên ta cho ngươi một cơ hội. Dạ. Bây giờ là phạt ngươi 5 quan tiền. Nữa nè, ngươi làm việc không công cho ta suốt 10 năm không được bạc. Chọn đi. Dạ. Dạ thưa ông, con chọn làm đại tớ cho ông. 10 năm không lãnh bạc. Ừ, cái này là tự chọn nha. Ta không có ép mà. Dạ. Nhớ kỹ nha. Dạ ông. Được rồi phải không? Lôi nó ra, quánh nó 10 hèo về cái tội dám ăn cắp đồ của ông chủ. Dạ. Lôi lên. Sẵn vô nói với bà bếp, chuẩn bị cho ta một bữa cơm thịnh soạn để ta tiếp khách, nghe rõ chưa? Dạ có ngay. Lôi ra quánh liền. Ông ơi, ông ơi, quan cho con ông ơi. Ông. Mày hả mày? Dám ăn trộm nè. Cho mày chưa nè.
ta với ngươi không có thù oán gì. Ta cũng không ghét ngươi, nhưng mà ta biết rằng ngươi là người lấy đồ của ông chủ. Tại sao ngươi lại hãm hại ta? Thắc mắc cái gì? Chính ông chủ là người kêu tao làm vậy đó. Có muốn hỏi đi mà hỏi ông chủ. Mày hả mày? Cho mày chưa? Dạ. Cho mày chưa? Sao kỳ vậy? Kỳ vậy? Trời ơi! Trời ơi! Chuyện gì vậy? Tên phú ông này quá độc ác. Ta làm thần bao nhiêu năm nay rồi, chưa bao giờ thấy người nào giống như hắn. Ngươi có sao không? Dạ không sao ông. Với lại cũng do số phận của con. Con nghèo quá nên con phải chịu. Con người không ai chọn lựa được nơi mình sinh ra, trong sự nghèo đàn hay là phú quý. Nhưng cách sống của họ, đó mới là điều quyết định cuộc đời hậu dẫn của họ ra sao. Ta sẽ dạy cho tên này một bài học. Theo ta. Dạ. Ngươi đang đứng chờ ta đúng không? Ta đến đây rồi. Nè, ngươi là ai mà dám nói với ta câu này? Cái tên hỗn xược này, sao không mau cúi đầu chào ta, mời ta vô nhà? Hỗn nghe, cái này là hỗn đó nha. Bây giờ anh dây, đi ra khỏi đây đi nghe. Đừng để ta nóng, ta không kiên cử tuổi tác đâu à. Nói mà còn đi vô nữa hả? Ông ơi. Đồ lì lợm. Ông ơi. Ông có sao không? Ta không sao. Đi ra. Dạ bẩm ông. Dạ đây là vị thần giữ cửa của nhà mình đó ông. Dạ xin ông nhẹ tay với ông ấy. Cái gì? Lão già này là thần giữ cửa của nhà ta à? Quái lạ. Dạ. Quan đường. Thật là quan đường. À ta nhớ rồi. Thì ra đây là lão già hôi hám bẩn thỉu ngủ trong sân nhà của ta đúng không? Dạ không phải đâu ông ơi, không phải đâu ông. Còn không phải nữa à? Bây giờ mau đi ra khỏi nhà ta. Một lát nữa ta còn tiếp những vị khách quý. Nếu còn ở đây ta sẽ không bao giờ bỏ qua. Ủa quái lạ. Ông chủ với thằng Khải Tâm nói chuyện với ai vậy? Ta không ra. Ngươi không bỏ qua, ngươi làm được gì ta? Cái đồ lười nhác, tham ăn tham ngủ, tham chơi như con heo mập. Ngươi nói ta là con heo à? Đúng, ta nói ngươi là con heo mập. Xấu đâu? Dạ. Mau lấy cây đập dạ. Lão già này một trăm heo cho ta. Dạ. Dám nói ta heo, đập đây. Ông ơi, quán ai ông? Lão già đó. Mày đuôi sao mày không thấy? Quánh đi. Dạ. Quả thật là không thể thay đổi tâm tính của nhà ngươi. Đã vậy nên ta sẽ dạy cho ngươi một bài học đích đáng. Quánh. Nè, lão già kia. Ông làm cái gì vậy? Ê, xấu. Đau. Mít ơi, chính đi. Ông Tiên, ta còn ông Tiên. Mi nữa. Đây là nhà của chính con, ông Tiên lên. Chính đi mà, chính đi. Dậy đi. Đại Tiên, kính chào Đại Tiên. Tiểu Tiên đây không biết ngài sẽ ghé đến, nên chưa kịp chuẩn bị gì hết. Mong Đại Tiên tha lỗi. Không sao. Dạ, thưa ông. Nhà của con nghèo lắm, không có gì để tiếp đãi ông hết. Dạ, con mời ông uống nước. Không sao. Không cần đâu. Tên phú ông kia thật là quá quắt. Ta thật là vô cùng ân hận khi đem thần lực của ta ra để mà giúp hắn giữ gìn của cải vật chất. Vậy mà hắn không biết coi trọng mọi người, đã vậy mà còn làm những việc sằng bậy, hãm hại người khác. Ngay cả tên sử gia nô của hắn cũng vậy. Đúng là chỗ nào tớ đó. Dạ không sao đâu Đại Tiên. Dạ cũng tại do con, số phận con nghèo. Bây giờ con có làm thêm 10 năm nữa không công, nhưng mà con cũng có cơm để ăn, có gạo để nấu qua ngày, vậy là được rồi.
Thôi được rồi, ngươi mau ra kia lấy cho ta bao nhiêu viên đá cũng được, đem vô đây. Dạ, dạ. Dạ, dạ đây ông. Ngươi mau đem 5 quan tiền này sang trả cho hắn đi, rồi trở về đây làm việc siêng năng tích cực. Ta sẽ đem thần lực của ta ra giúp cho ngươi. Dạ bẩm tiên, tiên cũng thấy, tiên cũng đã thấy rồi. Nhà con nghèo lắm, con mà nhận số bạc này, con không có bạc trả cho tiên đâu. Vì ngươi á là người tốt bụng, nhân hậu thiệt thà, nên ta tin rằng sau khi á ngươi trở thành người giàu có, ngươi sẽ có thể giúp đỡ được nhiều người khác nữa. Đó mới là ý nghĩa lớn lao của một đời người: không ích kỷ cho bản thân, không hãm hại người khác. Thôi ngươi mau đi đi, vì những quan tiền này có thời hạn phép rất là ngắn. Ngươi mau đi đi. Dạ ông, con đã tạ ông, con đã tạ ông nhiều lắm. Dạ, dạ, dạ con đội ơn ông nhiều lắm. Đội ơn ông. Dạ thưa ông, đây là số bạc con nợ ông. Con xin trả, từ nay con không nợ ông gì nữa. Ngươi làm cái gì ta vậy? Sao? Bình thường ông quay lắm mà, giờ sao hả? Đánh tôi đi, đánh đi. Ngươi có tin là ta đập cái què giò không? Què giò? Ừ. Què giò, què giò, què giò. Rồi đánh đâu nữa? Phản bội, thằng phản bội. Bây giờ ông đứng đây nha, mà ông đâu có đi được đâu. Bây giờ tôi sẽ ra ngoài kêu dân làng tới hốt hết của cải nhà ông. Ông ráng đứng đó chờ nha, chờ nha. Đừng cho người ta lấy của cải của ta, đừng cho người ta lấy vàng dòng của ta. Đừng mà, đừng mà, đừng mà. Vàng của ta, vàng của ta, vàng của ta, vàng còn, vàng chưa có mất, vàng của ta còn quá nhiều, chưa có mất, đây là vàng của ta, vàng của ta. Vàng, vàng nhiều quá. Ngươi nhìn ổng đi. Đại tiên, con nghĩ đây là một hình phạt quá lớn cho tên phú ông tham lam này rồi. Hay là đại tiên cho hắn quay lại từ đầu để hắn thay đổi đi. Không được, ngươi cứ bình tĩnh, hãy để cho hắn có một bài học nhớ đời đi nha.